Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình có một cái cắt cỏ muốn giới thiệu đến các bạn ha. Cái này nó đến từ thương hiệu của Zenwa Komitsu và nó có cái tên riêng là G2K các bạn. Cây G2K này nó có cái nòng là 34 ly nha. Và dung tích xy lanh nó là khoảng là 26cc các bạn. Như các bạn đã biết dòng Zenwa Komitsu thì độ bền có thừa ha. Sức mạnh cũng có thừa. Zenwa Komitsu tầm 34 ly này mình cũng đánh cước cũng tạm tạm các bạn. Đánh cước tạm tạm, còn dù xài dao thì hết ý rồi. Xài dao thì nó không có sợ dao nào hết. Dao 3 tấc, 4 tấc gì, 3 tấc rưỡi gì nó cũng làm nốt hết ha. Dao tròn, dao ba cạnh gì nó cũng làm tuốt hết. Nó cắt lúa đồ rất ngon các bạn ha. Cắt cỏ sậy đế gì nó cũng làm láng hết, sậy đế rồi nó cũng quất ngọt xớt hết, chồi dẻo gì nó cũng làm được hết ha. Chỉ trừ có đánh cước thì nó không có được mạnh không thôi ha. Đánh cũng được, cũng tạm được. Bạn xem Zenwa Komitsu ha. G2K các bạn, nòng 34 ly ha, chế quạt khí hai kim đen ha, rất là xịn luôn, chế quạt khí và bơm hai kim đen, lắp xăng kính ha. Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy thì gồm có xăng không có nhớt các bạn ha, dặn hơi cứng tí, xăng không có nhớt, nhớt xịn nghe các bạn, nhớt hai thì nhớt hai thì ha. 1 lít xăng pha 50cc nhớt các bạn, tối thiểu là 50cc nhớt ha. 1 lít xăng cho 50cc nhớt hoặc là 60 hoặc 70 các bạn, cũng tùy theo máy mình ra khỏi nhiều thì mình bớt lại ha, còn ra khỏi ít quá thì mình tăng nhớt lên. Đấy, nó có nắp xăng kính cho nên nó có lỗ thông hơi riêng đây các bạn, lỗ thông hơi riêng này ha. Máy rất là đẹp, không bể gãy gì hết, rất là đẹp luôn. Máy Nhật Bản nha các bạn, dòng bồ đen ha. Zenwa Komitsu G2K tùm của nó rất là đẹp ha. Cái đệm hông của nó rất là đẹp luôn. Công tắc nó đây ha, công tắc zin nó bố trí đây tại ga này, tay nắm phía trái, tay nắm phía phải ha. Các bạn Zenwa Komitsu và cái cùi có siêu chống dính cỏ nha, cùi siêu chống dính cỏ chén thiện. Đây, các bạn xem rất là ngon luôn ha. Cùi này thì hết đi, hết đi cắt tối ngày không có dính cọng cỏ nữa các bạn. Rồi, tổng thể cái máy vậy nha. Cho bạn xem, rất là đẹp ha. Rồi, để mình nổ thử cho các bạn xem nha. Mình coi cái G2K này nó nổ sao. Rồi, đầu tiên thì mình cũng máy nguội thì mình cũng bơm xăng đóng e ha các bạn. Rồi máy đã lên xăng nổ rồi thì mình không cần làm gì. Cứ dịch là nó nổ. Dịch là nó nổ thôi ha. Hơi nữa, hơi thật thật nha. Tắt nha, nổ lại nha. Tắt nha, các bạn nghe hơi của nó ha. Thật thật thật. Tắt nha, mình nghe tiếng hơi nổ ganh ti của nó đã ha. Các bạn coi cảm nhận nha.
cái miếng hơi bốc của nó thấy đã ghê các bạn, rất là đã luôn ha. Cái video mình giới thiệu cây ZenWatt Komitsu G2K nòng 34 ly đến đây tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.